Xin chào quý vị nhạc sĩ, hôm nay công ty anh và em xin gửi tới quý vị nhạc sĩ video hướng dẫn cách vệ sinh điện cực đối với tay nội nhà của hãng Morita. Cái việc mà vệ sinh cái điện cực ngược này rất là quan trọng, bởi vì là đây, cái phần này chính là cái phần điện cực ngược. Việc mà vệ sinh điện cực này là rất là quan trọng bởi vì là nó sẽ ảnh hưởng tới độ chính xác của máy. Bởi vì là cái điện cực ngược này là bản chất của nó là để giúp dẫn điện. Nếu như mà sau một thời gian mình dùng, bẩn nó bám vào trong này, nó làm cho cái khả năng tiếp xúc với file nó giảm đi. Thì nếu như mà mình không vệ sinh nó thì là cái độ chính xác nó sẽ giảm. Do đó là cái việc mà vệ sinh điện cực này là bắt buộc và mình phải lưu ý. Ví dụ như còn tùy theo cái mật độ mà mình làm việc trong phòng khám, nhưng mà giờ xem trong tầm khoảng một tuần cho đến 10 ngày thì mình vệ sinh nó một lần. Và cái cách vệ sinh nó như sau. Trước tiên là phụ kiện thì mình sẽ cần phải có, thứ nhất là một cái tua vít loại nhỏ, một cái, thứ hai đấy là một cái bàn chải đánh răng, thứ ba là một loại cồn. Mình sẽ dùng bằng cồn, nhưng mà lưu ý là cồn dưới 80 độ và tốt nhất là mình nên dùng cồn 70 độ. Và một cái phụ kiện nữa không thể thiếu được, đó là một cái file. Các bước tiến hành thì như sau. Trước tiên là chúng ta sẽ dùng cái tua vít và chúng ta tháo cái điện cực này ra. Đây ạ, mọi người nhìn kỹ, đây là cái điện cực ạ. Nó có hai cái lá đồng màu vàng đây để dẫn điện ạ. Thế thì cái vấn đề là nếu như mà sau một thời gian mình sử dụng thì là khi mà mài thì cái mồn ngà tủy cái thứ là nó ra, nó hòa lẫn trong nước và nó sẽ xâm nhập vào những cái khe kẽ này. Nếu như mình không vệ sinh nó thì nó sẽ ngăn cản cái độ dẫn điện và nó làm ảnh hưởng đến cái độ chính xác của máy. Đó là mình phải làm sạch, và cái cách mình làm sạch như sau. Mình sẽ dùng cồn cấm vào bàn chải, sau đó là mình cọ sạch rồi ạ. Trước tiên là mình đánh sạch cái phần điện cực này. Sau đó tiếp theo là mình sẽ đánh sạch cái phần mà cốt để giữ cái điện cực đó. Đương nhiên là cả phần cái vòng bi ở chỗ này nhé. Mọi người đánh sạch. Còn sau khi mà mọi người đánh sạch xong thì mọi người phải xì khô nó đi. Sau khi xì khô xong rồi thì ta sẽ tiến hành lắp lại cái điện cực này. Và mình xin lưu ý một chút là cái điện cực này để lắp cho chính xác thì mình, cái động tác mà mình dùng một cái file và sau đó mình cắm vào cái lỗ này để làm dẫn đường là bắt buộc nhé. Vì nếu như mà mình làm sai quy trình thì là nó sẽ làm cho cái lẫy đồng này không vào đúng khớp được và nó sẽ bị gãy. Và khi mà gãy thì mình lại phải thay thế một cái điện cực khác. Nên là quý vị nha sĩ khi mà làm phần này thì hết sức lưu ý làm theo đúng quy trình và đúng động tác. Mình cắm vào trước ạ. Sau đó là mình chỉnh vào đúng cái, cho vị trí lẫy đồng vào đúng rãnh rồi mình xoay ốc ạ. Nó khá là đơn giản ạ. Đây ạ, mọi người thử lại bằng tay đã. Ví dụ như là nếu như mà nó chưa khớp thì mình lấy tay ấn nhẹ này thì nó sẽ không xuống đâu ạ. Thì khi mà gặp cái trường hợp này thì quý vị nha sĩ thì mình có thể dùng một cái file khác. Mình đẩy cho cái lẫy đồng này vào đúng vị trí. Đây ạ, cái lẫy đồng này, hai bên cái lẫy đồng này thì nó vào đúng khe, thì là khi đó là mình vặn xuống là nó sẽ xuống ngay thôi ạ. Đây mình làm mẫu một cái nhé. Đây, lấy một cái file nhỏ. Cái đó mình căn chỉnh cái lẫy đồng này. Đây mọi người tùy vào đúng cái lẫy đồng này để chỉnh vào đúng khớp ạ. Bởi vì là nó chỉ có một cái rãnh để vào thôi ạ. Bởi vì nếu mà lệch là không vào được đâu ạ. Nếu như mà nó khó chỉnh quá thì mọi người có thể là nới bớt con ốc ra. Đó là mình sẽ chỉnh lại.
và cuối cùng là khi đã vào thì mình vặn chặt ốc thì là xong, và đảm bảo là cái bộ phận này là nó sẽ tiếp xúc tốt. Xin cảm ơn quý vị nhạc sĩ đã theo dõi video, và nếu như mà quý vị nhạc sĩ mà nào mà còn chưa rõ thì có thể liên hệ trực tiếp với công ty để được giải đáp.